Làm thấy ghê đó, mẹ lũ đồ nó xuống nó đi bằng cano. Bày đặt cũng sắn ống quần đồ xuống. Tôi nhìn cái kiểu cha đài tivi quay lên là tôi thấy ghét rồi. Đi xuống trao quà từ thiện cho người ta, làm giống như ra vẻ mẹ mình mà vua đi kinh lý á, hay là cỡ như mà quan thượng thư bộ lại bộ hình gì đó mẹ thời đó vậy đó. Tới cái cầm miếng quà cho, gán nha con học giỏi nha, này nọ đồ, mình làm nhìn cái kiểu mẹ giống như trịch thượng á, mình là giống như chứ. Tôi nói vị là gì, người ta quý vị nhìn đi, tôi nói vị đó, quý vị để ý thử rồi, quý vị đi vô quý vị coi mấy cái video á, mà lính Mỹ á mà nó họ tới họ giúp cái chương trình từ thiện mà mổ với lại chữa bệnh miễn phí cho bà con mình ở Đà Nẵng á, quý vị coi cái cách của cái ông lính á, mặc dù biết là đồ cho đó, mẹ đồ Mỹ đế cho là cho một lần mấy trăm ngàn đô la đó, chữa bệnh là miễn phí, phẫu thuật miễn phí, quý vị coi cái kiểu y tá với bác sĩ á, người ta đối đãi với một đứa nhỏ nó, mặc dù là tới cái người Việt Nam của mình á, bị gọi là mình cứ nghĩ rằng cái phận mình thấp kém, mình tới họ sợ mình bị mặc cảm. Mẹ họ, tôi nói vị á, thằng lính nó cao tính theo mét Việt Nam á, mét 8 mét 9 á, nó trao cái phần quà nó cúi xuống như vậy nè, nó không có đứng tuốt ở trên này nó chĩa xuống đâu, mặc dù đứa nhỏ tới nó cúi xuống như vậy nè, nó đưa nè, xong rồi dạ sư thank you, xong nó chỉ đưa tay mà đưa như vậy nữa để đi nữa, đi qua bên kia nhận cái gì, không phải là đi qua bên kia không có đâu, nó đưa cái tay như vậy nè, quý vị coi lại mấy cái video đó đi. Nhưng mà ảnh làm giống như kiểu mẹ mấy ảnh xuống, mấy ảnh đi thăm vùng lũ đồ, đi cho quà đi, nhất là cái lúc mà đi mẹ bà mẹ Việt Nam anh hùng á. Ô nhà mới cất đẹp ha, được cái gán cố gắng phát triển lên vậy. Rồi đứng xuống ngặt nhìn gán làm cho lên tốt, đang gia cầm đồ, ảnh đi chợ cũng vậy, anh bảy mẹ anh đẩy đi chợ á, quý vị thấy không, giống như ta đây mẹ là trưởng bối hay là kiểu nhà quan phụ mẫu chi dân á, đó không, tôi nhìn tôi coi những cái đó để cho thấy tại sao người dân không có đòi cái quyền lợi cho mình. Mà tôi quý vị năm nào cũng lục cũng cái cảnh đó hoài vậy đó, riết là thành cái thông lệ. Quý vị đọc cái bài, tôi đọc cái bài này là tôi thấy bắt đầu tôi bắt bực lên rồi. Cái xã của mình là năm nào cũng bảo lục á, thành ra bà con là bàn với nhau là thống nhất với nhau cái thôn của mình như thế, thế là mai mốt là có đòn cứu trợ, thế là tụi mình phải gộp lại với nhau để chia điều ra. Tức là làm sao, tức là cái dân ở đó đó chịu làm cái gì hết, cái thằng địa phương ở đó nó cũng không có cái quỹ cái gì, cái phương án gì đó. Tức là năm nào lũ thì cứ đến lúc mẹ lũ xuống thì cứ đôi mẹ đợi người ta tới là cho tới nắp. Quý vị đọc báo đi, mày tức lắm, năm nào cũng có lũ, bà con thôn chúng tôi thống nhất với nhau, thế là đòn nào cứu trợ, quà thì bà con lấy, còn tiền là nộp cho thôn, thế là thôn chiếu theo đầu người tùy theo hoàn cảnh mà chia điều ra. Ủa vậy là sao, vậy là một tự nhiên mỗi cái thôn đó không có cái gì hết, rồi không có một cái kế hoạch dự phòng, là không có cái quỹ, không có một cái khoản tiền gì đó để đầu tư, để dành có một cái quỹ đó mỗi lần đến lũ lụt cái gì dùng cái tiền đó để mà này nọ, để mà đầu tư thêm, để mà sinh ra cái gì, không có. Ủa gì kỳ vậy, vậy là cho hoài vậy hả? Quý vị đọc Phương Thanh viết không, tôi vô tôi đọc Phương Thanh viết á tôi cũng mắc cười lắm. Sáng nay tranh đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi, nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đòn thủy tiên cho tới 10 triệu, toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt cũng canh me tiền, vô tình cái tính tham của con người bắt đầu trỗi dậy. Thấy không, rồi xong á, tôi đọc Phương Thanh viết nè, quý vị lên status Phương Thanh viết đi, tiền đi trước có lợi trước nhưng về hậu sẽ gây nhiễu loạn, ai cũng nhắm vô tiền và đồ nhu yếu phẩm bị dứt bỏ, tức là dục mẹ nó hết, quần áo không lấy, không có gì lấy nữa. Tôi đi nhiều nơi rồi, hồi xưa bên Thái Lan cũng bị lũ lụt, quý vị có biết không, chính phủ Thái Lan á, người ta lên người ta có một cái bản danh sách người ta đọc trên đài truyền hình, tỉnh Nõn Tha Buri, ok, chỗ đó hiện tại người ta thiếu cái gì nhất, chính phủ người ta có danh sách đàng hoàng, chỗ này chỉ thiếu cái món đồ đó thôi, hiện tại người ta cần đồ ăn, cái gì lỗi gì, ok, người ta không cần quần áo, thành ra mấy đoàn từ thiện đừng cho quần áo, chính phủ người ta có, người ta đưa lên cái bản, còn Việt Nam mình tới cứ cắm đầu đưa, mà đưa gì thì cũng lấy, tại vì ngày xưa đến giờ Việt Cộng nó giao cái chuyện đó, nó không có lo cho người ta.